Rồi nãy bán luôn rồi, bán đất, bán đài, nhà, bán cửa luôn rồi, bán luôn nhà bà luôn rồi, bán hết luôn rồi. Còn giờ không bán buôn á, mà bán tôi không có lấy một xu cắt bạc nào hết. Bây giờ tôi nói thiệt với ông, tôi nhất định không đi, giết tôi chết là giết, cho tôi không đi, đất liền là của tôi mua mà. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, Trường đang có mặt tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cái hoàn cảnh hôm nay Trường muốn giới thiệu tới quý vị khán giả cũng không phải là để kêu gọi tiền bạc gì, mà là một cái câu chuyện rất là buồn. Hồi trước đó thì hai mẹ con nhà anh Thanh, bà Mà có một cái miếng đất hơn 400 m². Trên cái miếng đất đó, ông bà cô chú, bà có cho một người cháu cất một ngôi nhà tình nghĩa để ở. Thì tuy nhiên thì người cháu đó đã bán cái căn nhà tình nghĩa đó, bán xong á thì không những là bán cái căn nhà tình nghĩa đó không, mà còn bán luôn cả cái miếng đất của hai mẹ con bà Mà, anh Thanh là người ơn của mình, mà bán luôn cái miếng đất đó luôn. Thì bây giờ hai mẹ con bà Mà, anh Thanh đang phải đứng trước một nguy cơ rất là lớn là phải đi ra đường ở. Cái nhà thì người ta đã bán, đã công chứng xong rồi. Và bây giờ thì anh Thanh mặc dù là phải đi làm thuê làm mướn để nuôi mẹ già, năm nay đã ngoài 80 mấy tuổi rồi, anh Thanh cũng lớn tuổi rồi, cũng năm mấy tuổi không bà cô chú, phải bỏ công ăn chuyện làm để hàng ngày phải ra tòa để hầu tòa, rồi để lo chạy nhờ luật sư để mà giành lại miếng đất của nhà mình. Trường mời cả nhà cùng với Trường vô để nghe bà Mà cũng như là anh Thanh tâm sự về cái câu chuyện của mình, xem đây như là một cái bài học luôn ông bà cô chú. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, Trường đã tới nhà của nhà hai mẹ con bà Mà với anh Thanh rồi ha. Hai mẹ con đang dướng vô một vụ kiện tụng rất là vô lý. Ngày hôm 2 tây này sẽ ra tòa đó ông bà cô chú. Bởi vậy ta nói là cái chuyện mà cho ở nhờ trên đất, rồi ở một cái thời điểm mà sốt đất á, lòng tham của con người ta trỗi dậy, rồi người ta sẽ tìm mọi cách người ta chiếm bằng được. Thì trường hợp của bà Mà đây là một trong những cái câu chuyện mà rất là buồn. Bây giờ là hai mẹ con ở trên đất của mình nhưng mà cũng không biết là tòa phân xử như thế nào, rất là hồi hộp đúng không anh Thanh? Dạ. Thì từ cái lúc mà xảy ra chuyện tới giờ thì tòa cũng mời tới mời lui mấy lần rồi hả anh? Dạ, 4 lần anh. Dạ. Thì những cái lần đó lên là bên tòa người ta kêu là làm gì, hay là người ta có giải thích gì không anh? Người ta kêu hòa giải, người ta nói giờ giữa bên tôi với anh Quang á, giờ tình trạng xảy ra vậy đó, người ta đưa trước tôi giờ cũng như là bên phần anh Quang là 50 triệu. Yeah. Người cho tôi 50 triệu lần đầu tiên, cho 50 triệu. Anh Quang, rồi để Trường nói lại, xin lỗi anh Thanh nha. Yeah. Tức là cháu của bà là chị Hiệp bán cái miếng đất của hai mẹ con cho Quang. Yeah. Thì bây giờ chị Hiệp á, không có bàn giao đất được cho anh Quang, lý do là hai mẹ con anh Thanh đang ở trên cái miếng đất này, bây giờ tòa mới phải đứng ra giải quyết. Yeah. Anh Quang thương lượng với anh Thanh á. Yeah. Là hai mẹ con đi ra nhà trọ đi, người ta sẽ thường 50 triệu. Yeah. Người ta sẽ trả 50 triệu. Mà yeah, các bạn nghĩ đi, một miếng đất cha ông để lại ở đây là Trung An đúng không anh? Dạ, Trung An. Trung An Mỹ Tho hơn 400 m² mà giờ trả có 50 triệu à? Rồi anh kể tiếp đi. Đó là lần thứ nhất là không cho 50 triệu. Dạ. Rồi xuống lần thứ hai hòa giải nữa là cũng không được luôn, cũng là thêm 50 triệu nữa. Dạ. Là tổng cộng là 100. Trăm. Rồi lần thứ ba rồi xuống cũng hòa giải cũng không xong, bây giờ cho 100 nữa. 100 nữa. Là 200. Là để tôi là một đợt trước là 50, sau lên 100 á. À. 100. Thì lần sau thêm 100 nữa là 200. Thì cái đợt này lên 100 nữa là 200 chẳng. Dạ. Đợt này đó là hai, đợt này lần cuối cùng á là tới hôm tay tòa cái xử là cho tổng cộng là 200. Dạ. 200 triệu. Dạ. Mà tôi thì không đồng ý. Dạ. Em mới không đồng ý, nói giờ đất con bà em ở là đất bà em để lại. Ừ. Thì giờ có chết cũng ở đây, mẹ con em chết ở đây chứ mẹ em không đi đâu hết, mẹ con không về đâu hết. Dạ. Đó thì giờ gọi đó là với em có hỏi, có em hỏi là tại sao mà đất đai của em bán vậy mà sao bên cái người bị đơn á mà không ra mặt, mà cứ 4 lần vậy rồi mà tòa kêu là nói là cứ làm đơn vắng mặt hoài, giờ không biết sợ giờ mặt không biết làm sao. Thì đó thì em có hỏi thì tòa nói giờ người ta không ra, giờ không biết làm sao hết. Yeah. Hôm qua em nói vậy, tòa nói giờ không ra là không biết làm sao. Rồi chị Trúc cứ nói là nếu phiên tòa xử thì
phải mời cho bằng được là vợ chồng ông Hoàng với bà Hiệp ra. Rồi hiểu rồi. Dạ. Tức là bên người cháu của bà tòa mời nhưng mà người ta không có ra mặt. Dạ. Thì bây giờ ở tòa là chỉ có giải quyết giữa anh là người có liên quan. Dạ. Với lại bên anh Quang. Dạ. Nguyên đơn. Dạ. À, hiểu rồi. Dạ. Đó là cho vợ chồng nó ăn nhờ ở đậu thôi. À vậy ủa bà nãy giờ nghe hả? Nghe. Vậy. Nghe. Sao bà nói thì sao? Cái đó là tôi thấy nó muốn nhà nó ở tôi cho nó ăn nhờ ở đậu. Hả? Hồi trước bà cho bà Hiệp ở làm sao? Cho chị Hiệp ở làm sao? Hay thì cho con Hiệp nó ăn nhờ ở đậu. Rồi nó đi thôi chứ không có lấy tiền lấy bạc gì hết á. Bị đất này của ông bà cha mẹ tôi để lại cho tôi. Thành ra tôi không có bán buôn gì hết á. Rồi anh Thanh hỏi bà cái là hồi trước giờ bà có ký tá gì không? Nãy giờ đó má có ký rồi cái giấy tờ gì cho bà Hiệp không? Không biết có ký không, quên lâu quá rồi quên không nhớ. Nhưng mà hỏi là bà có mua bán gì không? Hồi xưa má có mua bán gì cho chị bà Hiệp không? Không không. Dạ. Thấy tội không? Giờ hình như có ai đó đưa cái giấy biểu tôi ký tên để mà nói là miếng đất này ở chứ không được quyền bán. À. Nói vậy đó, có nói với tôi tiếng nói vậy đó. À dạ. Là điều lâu lắm rồi. Là cái hồi mà mới cất nhà cho chị Hiệp đó anh Thanh. À mới cất nhà chị Hiệp á. Dạ, nghĩa là hồi đó là bà đồng ý để cho chị Hiệp được ở trên cái miếng đất đằng sau á. À. Mà cho ở thôi, không được bán. Tại vì cái nhà mà nhà gọi là nhà tình nghĩa thì người ta đâu có cho bán buôn gì đâu. À. Dạ. Phần nhà rồi nhà cho đoàn kết nữa. Dạ, nhưng mà anh Thanh cho em hỏi nè, cái phần mà bán cho anh Quang á, là bán nhà của anh hay là bán cả cái phần nhà của chị Hiệp? Bán luôn cái nhà của ông Hoàng bà, bán luôn cái nhà của bà với nhà của tôi luôn. À, cũng như bán đứt luôn cái hết miếng đất này luôn. À, hết cả 400 mét vuông này luôn. Ờ, hết cả 400 mét vuông này luôn. Rồi, hiểu rồi. À. À. À, tôi anh để tôi ở chứ tôi không có bán. Dạ. Yeah. Đất này của ông bà hồi xưa để lại cho tôi. Dạ. Yeah. Đây anh Thanh bữa giờ anh đã kể cho bà nghe cái chuyện là bị đất bị chị Hiệp bán cho ông kia chưa? Không có kể, giờ mới là nay bà mới biết luôn á. Vậy hả? Không cái nào nói bà mới nghe bà biết á. À. Bà mới biết chứ không biết á. Nay bà mới biết luôn á. Vậy hả? À, chứ hôm nay không dám nói á, mà nay là bà biết rồi. Nên hỏi là bà nói ngồi bà nghe bà mới biết á. À, biết rồi đó. Vậy là tôi không có bán cho ai hết á. Dạ. Tôi để nha. Của ông bà cha mẹ tôi để lại cho tôi hồi xưa. Giờ tôi ở chứ tôi không có bán. Mà giờ ông bà tôi chết hết rồi. Giờ còn tôi. Thì giờ tôi phải gìn giữ cái của cải này. Chừng nào tôi chết ai muốn làm gì làm. Còn giờ còn sống là tôi phải ở thôi. Chứ tôi không có bán buôn cho ai hết á. Có tôi cho con Hiệp nó ăn nhờ ở đậu đó. Rồi sau đó rồi nó có đất có điện ở đâu đó nó về chỗ đó nó ở thôi, còn chỗ này của tôi thì nó trả lại cho tôi. Dạ. Yeah. Chứ tôi cũng không có lấy tiền lấy bạc gì của nó nữa. Rồi anh Thanh nói cho bà hiểu đi, sẵn bữa nay nói luôn tại vì giờ bà cũng cần biết. Rồi bữa nay là tôi lên tôi hỏi là chị là bà Hiệp á, vợ chồng ông Hoàng, vợ chồng bà Hoàng bà Hiệp á. Bán hết cho người ta rồi, hôm nay tôi ra tòa xử đó. Trời ơi, tôi đâu có bán. Mà được bà Hiệp bà bán cho người ta rồi. Vợ chồng Hiệp bán cho người ta rồi. Giấy chủ quyền đó người ta lấy người ta giữ rồi. Giấy chủ quyền đó người ta lấy rồi hả? Ừ. Cái chủ đất mới giữ rồi. Còn giờ mình coi là muốn đi giờ nào mình đi đó. Là người ta đuổi đi giờ nào đi đó. Thôi tôi không đi nữa mà tôi cũng không ấy nữa. Của tôi tự thở giờ ở đây chứ không có đi đâu hết á. Đất này là không có đi đâu hết á. Giờ người ta bảo giờ bà bán cho người ta bà bỏ nhà mới đi luôn rồi đó. Thì nó bán cho người ta thì người ta lợi thì nó trả tiền lại cho người ta chứ còn tôi không có bán. Đất này là tôi không bán, tôi nói thẳng này là tôi không có bán. Có hồi đó thì nó không có chỗ ở, nó mướn nhà nó ở. Thì tôi nói mướn nhà ở hồi về này ở, nó nói không có tiền. Tôi nói về trên này đi rồi tôi kêu cháu tôi đó nó cất nhà cho. Thì tôi đốn cây đốn lá nè cho nó che nắng che mưa vậy thôi à, chứ còn không có mà bán buôn gì hết á. Nhưng bữa nay bán đứt cho người ta luôn rồi, dọn nhà đi bán đứt cho người ta luôn rồi. À, nó bán đứt thì nó thường cho người ta chứ tôi không đi. Tôi nói thiệt tôi không đi mà tôi không có ấy nha,
có kỳ đó đó, có cái ông đó ông kêu tôi ký tên cái giấy này là nói với tôi cho tôi không biết chữ nghĩa. Dạ. Nói với tôi là cái giấy này là bà ở đây chứ bà không được bán buôn cho ai đó. Là nói ý nói là bà Hiệp á ha. Không, không có nói ai, với ông nội thì chắc là vợ chồng Hoàng á, chắc chơi chồng bà Hiệp quá. Nếu nói chỗ đó chắc là vợ chồng Hoàng. Nếu vợ Hoàng mới nói con nói đó. Dạ. Bà thì bà đâu có biết, giờ bà nhớ rồi, bà nói vậy thôi chứ mình đâu có biết được. Dạ. Lúc đó tôi làm, tôi đâu có nhận, tôi biết. Dạ. Thì tôi cho vợ chồng Hoàng ăn nhờ ở đậu. Chứ còn cái cho mướn, tôi cũng không có cho mướn nữa. Dạ. Tôi cho ở. Bây giờ lội ra cái phần nữa, tôi bán cho 130 triệu mà chồng tiền cọc 60 triệu trước nữa, bây giờ để chờ ấy, tính tiền hết mà nó hổm nay tôi hỏi mà không có ra, không ra mặt luôn. Đó, là bữa đợt thứ ba lần thứ tư nè. Dạ. Hôm qua cũng hỏi kỹ luôn. À, nghĩa là kêu là anh đã bán cho người kia rồi á hả? À, trời ơi. Nó bán rồi mà tôi nói nếu tôi bán rồi làm ơn tại sao mà không kêu hai chồng ra đối chứng với tôi 130 triệu, chồng tôi 60 triệu rồi nào. Dạ. Kêu ra đối chứng sao không chịu ra. Dạ. Dạ, thằng Quang với vợ vợ cái người thằng Quang với cái bà Phương nữa, cái bà luật sư theo thằng Quang á, ông Quang á không trả lời tôi nó luôn, làm thinh nè. Giờ thắc mắc chỗ mà tôi bán cho 130 triệu đó là cái chữ ký hồi tôi ký tên là 130 mà bán đất cho 130 triệu mà chồng trước 60 triệu đó. Dạ rồi. Đó. Thành phần cái gắt chỗ đó đó. Ôi cho ăn nhờ ở đậu mày làm lộn xộn quá. Hiện nay mà bán đất cho người ta luôn rồi, giờ người ta lên ta chuẩn bị ta lấy đất cái đậu mình đó. Trời, lấy ba tôi ở tù luôn cũng chịu nữa chứ còn cái giao đất tôi không giao. Đất này của tôi mua hồi xưa với của ông bà cha mẹ tôi để lại. Hồi tôi nói ra nói ấy. Hồi tôi còn đi mua từ cái miếng ve chai mà tôi bán. Bây giờ thì tôi già tôi không còn mua ve chai bán nữa. Rồi tôi mới được cái miếng đất này đó. Rồi tôi ở luôn tới giờ không bán, không buôn, không cho ai mướn ai gì hết trơn á. Vậy là đợt tôi làm vậy là ổng đem giấy tờ rồi ổng kiểu ổng nói rồi bà già tôi không biết bà ký á. Dạ. Mà con đó nó kiểu bà nói lại tôi kêu lên ký ở đất ở không quyền bán là chắc cũng thời gian đó là thời gian để mà sang tên sang họ rồi đó. Sang con đó nó gian quá. Bắt bà ký á. Bà nói là con đó nó gian quá. À. Ăn nhờ ở đậu người ta mà gian tham. Đó giờ nay bạn nghe bạn nói anh hiểu rồi đó. Anh hiểu rồi đó chứ hôm nay là giấu không cho bà nói nay là nó bà biết rồi nha. Yeah. Hôm rồi con tôi nó không có nói tôi không có biết. Ồ vậy đó hả bà. À, rồi bây giờ bữa nay đó tôi mới biết thầy nói à nó bán nó cầm gì đó. Dạ. Yeah. Mà bây giờ tôi không có bán tôi không có cầm. Dạ. Yeah. Tôi không có lấy tiền lấy bạc gì của nó hết á. Ồ, bà cũng còn minh mẫn dữ đó chứ anh Thanh. Đúng rồi, phải vậy, tôi cũng dạy với các bà, cũng là khác liền à. Chút xíu là khác liền. Chút xíu khác hả? Miếng đất này tôi đi, tôi cũng nói thiệt với mấy ông là tôi đi ở đợ, ở đợ người ta ở ngoài chợ đó. Dạ. Rồi tôi về cái tôi mới vô hụi của người ta, hụi 20, hồi đó lại về 2000 đó. Dạ. Rồi tôi mới dành dụm, tôi mới để mãn chân này thì tôi dày chân khác, người ta dày chân khác mình vô. Dạ. Rồi tôi mới mua đó. Trời ơi. Ừ. Khác rồi đó. Lụm ve chai mà mua được miếng đất này. À. Trời ơi, giỏi dữ thiệt chứ. Dạ. Tôi mừng cực khổ lắm. Dạ. Rồi hồi trước giờ nghèo khó cỡ nào cũng đâu có nghĩ tới là mình bán đất đâu hả bà? Dạ. Dạ. Đất này rồi mới mốt rồi mình mãn rồi còn phải mồ mả ở đây nữa chứ bà hả? Dạ. Chứ dễ gì mà bán. Chỉ chỗ chôn ở tại đó. Dạ. Bà chỉ trước ở chôn ở tại đó. Bà còn vẫn chỉ chôn ngoài đó cho bà đó. Đó, yeah. Tôi cho cháu tôi ở đó. Bà chỉ chỗ đó bà nằm rồi đó. Dạ. Yeah. Bà chỉ trước rồi. Dạ. Yeah. Bà nó không đi theo vậy cho chỗ đó. Mà tôi cho cháu tôi ở mà nó cũng thành quỷ lắm đó. Trời ơi. Thiệt chứ kể mà hồi đó là bà giỏi chứ anh Thanh. Hồi đó đi lụm ve chai đi ở thì đi làm mướn vậy mà. Đầu tiên mới mua trò. Dạ. Đầu tiên mua trò rồi sau mới chuyển qua ve chai. À vậy hả? À, đi mua trò trước. Dạ. Đó mua trò đó với kiểu cống của Hồng ghê á. Giữa của Hồng ghê á. Dạ. Rồi sau nó không có nữa mới đi qua mua ve chai. Trời ơi, kể ra cái người hồi trước người ta chịu khó ghê ha. À, kiểu như hồi mình thấy cái đồng tiền hồi trước là nhỏ mấy chục triệu, dây nãy bà nói là dây mấy 2 triệu gì đó phải không?
dây hụi á. Giờ 2000. 2000. 2000 hồi xưa. 2000 hồi xưa. 2000 hồi xưa chắc bây giờ chắc 20 triệu hả? Ai biết được, con đâu rành. Chắc 20 triệu đó bà. Dạ. Chứ 2000 hồi xưa. Bà là nay nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay chắc mà cỡ 80 tuổi á. Bà chính xác bao nhiêu tuổi anh Thanh? Bà sinh năm 37 á. À sinh năm 37. Dạ chắc cũng 87 à. Dạ. Bà lớn. Tôi dở cái tính cái đó quá đi. Dạ. Thì nó nói nhiều đâu rồi. Thì chú muốn mặn gì đó thì chú tính đó. Thì dạ. Chú coi coi tôi được nhiêu tuổi vậy thôi. Chứ tôi cũng không rành á. Giờ nay bà nói vậy rồi đó, anh biết rồi đó. Dạ. Ồ vậy là lần trước lên là bà đâu có tỉnh về, tỉnh táo vậy đâu, bà đâu có nhớ đâu anh Thanh. Nay bà nhớ hết trơn á. Dạ. Ừ. Hồi nãy là nó đất mà để lại bây giờ thấy khác, thấy khác rồi đó giờ đó. Hồi xưa bà hồi nãy bà nói đất công bà để lại ơn. Lại giờ thấy khác rồi đó. Làm thấy khác rồi đó. Nó bảo là mua chai này nọ đó, thấy khác rồi đó. Nhưng mà đất này là đất của bà dành dụng, bà mua thêm hay là sao anh? Cái này của ông bà tôi để lại luôn. Chứ không phải là bà dành dụng bà mua. Vậy hả? À vậy hả? Dạ. Nhà là của ông bà, ông ngoại tôi để lại. Dạ. Yeah. Thưa nó miếng đất này ở chiến lược chứ không phải là đất chiến lược. Ê. Đi vô. Cho nó ở nhà, thấy nó ở nhà mướn. Rồi móc túi ra trả tiền mà người ta khinh khi. Bởi vì tôi nói rồi cũng nói ra luôn rồi, thành ra cũng như con chuyện nhà của mình mà không ai quánh mà mình khai. Dạ. Nó cũng gia đình của nó cũng giàu có lắm. Rồi nó cũng nói thẳng luôn đi, cờ bạc quá ha, cái ha, hết tiền hết bạc đi. Rồi cái ở nhà mướn tôi thấy vậy thôi, tôi kêu thôi cho thôi về đây ở đặng cho đỡ. Đỡ tốn tháng 1,5 triệu tiền nhà. Dạ. Đó. Rồi về đây ở đó rồi. Rồi nay bán luôn rồi, bán đất bán đài nhà bán cửa luôn rồi, bán luôn nhà bà luôn rồi. Bán hết luôn rồi. Rồi giờ không bán buồn à. Mà bán tôi không có lấy đồng xu cắt bạc nào hết. Bây giờ tôi nói thiệt với ông, tôi nhất định không đi. Biết tôi chết là giết cho tôi không đi, đất liền này của tôi mua mà. Tôi không đi đâu. Trời ơi, ai mà con cháu thành quỷ vậy không? Cho ở rồi vậy đó. Rồi giờ mà có đứa cháu nào nó nghèo khổ nó xin về ở, bà có cho nữa không? Không, giờ không cho ai ở nữa, thà là tôi chết rồi. Rồi ai muốn ở ở chứ giờ không tin tưởng ai nữa hết. Đó, nó đó là hình như là con của năm điểm mà con sao bộn. Năm điểm, bà thứ bảy á. Ờ tôi cho. Năm á. Hả? Người thứ năm á, bà thứ bảy á chị à, bà đó con người thứ năm á. À là tôi thấy nó ở nhà mướn mà móc túi ra trả tiền người ta khinh khi. Nói ra là không ai đánh mà mình khai. Nó có tiền có bạc dữ lắm. Mà chồng nó cờ bạc riết đó. Rồi thành ra bây giờ đi mướn nhà ở tôi thấy vậy. Hỏi chứ vợ thì đi mần thuê mần mướn, rồi lớp thì cơm ăn rồi. Rồi lớp thì thuốc men cho con, rồi lớp thì thuốc men nó hút nữa. Rồi nhiều khi nó đau nó bệnh cũng mua thuốc. Rồi tôi nói thôi về này ở đi. Rồi đó về này ở cái rồi. Cầm đất cầm đồ tôi cái giờ đi luôn mất tiêu rồi. À bà cũng biết cái vụ cầm đất nữa anh Thanh? Biết, đợi đợt đó ra, bả giờ mượn sổ cho qua biết. Cái lệnh cầm đất đó là sao? Hả? Cái lệnh cầm đất đó là sao bà? Đất nào? Cái lệnh đất mà... đây đây hả? Thì của tôi mua hồi xưa lận. Anh hỏi hồi xưa là cầm đất làm sao? Bà Hiệp bắt cầm đất của bà làm sao? Lý do sao cầm đất? Thì không biết làm sao cầm đất mà tôi cũng không hay cầm nữa. Cái người ta biểu cũng như chú nè, chú biểu cái miếng giấy này nè bà ký tên vô đi. Mà tôi đâu có biết chữ. Tôi hỏi cái miếng giấy gì bắt tôi ký tên cái rồi này, chú đọc một hơi đó. Dạ. Mà cái mà nói tôi cho ăn nhờ đậu đó thì mấy cái đó không có đọc ra. Đó, rồi thành ra bây giờ nó vậy đó. Rồi giờ nó cuốn quá nó đi rồi. Thì nó bán đất bán đồ bán nhà cuốn rận đi rồi. À đi rồi. Mình rồi. Đi rồi. Nhưng mà về nguyên tắc là nhà tình nghĩa mình đâu có được bán vậy đâu. Bà gửi nhà cái bà gửi bản tình nghĩa luôn. Vậy yeah, gửi nhà gửi cái bản luôn. À, bà gửi bản luôn. Gửi bản với trên giấy tờ nó còn chứ anh. Thì cái giấy tờ cái giấy gốc hiện giờ còn giữ. Dạ. Giờ bữa tôi photo đem với tôi gửi giấy tờ luôn với này đó luôn với luôn mà. Dạ. Tôi còn gửi luôn. Ừ. Rồi cái nhà đại đoàn kết của tôi cũng có trong đó luôn, để trong đó luôn. Rồi nói chung với cái đơn mà nhà tình nghĩa của chợ bà đó. Nhưng mà cái hợp đồng mua bán của anh Quang gì đó là ảnh có công chứng đồ đàng hoàng hay không? Ờ nó có công chứng đàng hoàng. Dạ. Nó của Lâm Thị Minh Nguyệt kìa. Dạ, phòng công chứng Lâm Thị Minh Nguyệt. À, Lâm Thị Minh Nguyệt chứng á. Dạ.
Mà sao mà nó công chứng được cái hợp đồng này, em cũng đang thắc mắc này, để thì tôi cũng đang thắc mắc tại sao cái nhà Tình Nghĩa sao nó làm được cái này. Với hai nữa là bà không có trực tiếp đứng ra ký ký tá gì hết trơn mà sao nó mua bán được, nó cũng hay thì, chứ thì cũng nó thẳng cũng đang thắc mắc hỏi tòa, tòa không nói, tòa chỉ nói dựa theo cái giấy tờ chứng chứng kiến rồi ký tên bà này ký ký thôi chứ không có gì hết trơn. Dạ. Vậy bây giờ nó yêu cầu là giám định cái chữ ký đó là phải của bà Mà hay không? Như phải của tôi không? À. Tôi... trong đó là có của anh, của bà Mà luôn hả? À, nó có tôi, của má tôi luôn. Nhưng mà có khi nào mà hai má con ngồi lại thì ký cùng với nhau một chữ không, ký nào không? Từ ngày bây giờ tới giờ tôi không ký cùng gì hết, còn má tôi hồi nãy má nói đó, má nói là cái đưa giấy gì cho má nói này ở đất ở quyền bán gì đó, mà nó có ký gì đó thì đó, hồi nãy má tôi mới nói đó. À. Thì chắc là cũng làm cái giấy đó nhiều rồi. Khi mà đưa lên thì úp úp mở mở cho bà ký đó. Ờ thì đó cái phần tôi nghĩ cũng như nói lao đặng cho tôi ký ra mà. Dạ. Dạ. Mà tôi cũng có không biết có ký không tôi quên rồi, tôi biểu thôi, tôi chữ nghĩa không có, thôi để đưa cho thằng này nó ký đi. Dạ. Ký luôn. Ừ. Rồi anh Thanh thì anh không có ký bao giờ đúng không? Tôi không ký luôn, từ ngày về đổi tôi không ký cái gì hết. Dạ. Thì rõ ràng đó. Là nó có ngay cái khúc đó là nó có mập mờ gì rồi. Cái đó có cái đang rút mắt á. Dạ. Đang rút mắt phần đó đó. Dạ. Đang rút mắt phần mà tại sao mà chữ ký này nọ. À, cũng rất là tội nghiệp á ông bà cô chú. Anh Thanh á thì nhà bây giờ là không có thu nhập gì hết, anh thì đi phụ hồ, mẹ của anh thì lớn tuổi rồi 80 nãy nói là 1937 hả? 1937. Sinh năm 1937. 86 tuổi rồi. Đó, mà thu nhập thì cũng không có cái nguồn nào cho nên là bây giờ tòa nó yêu cầu phải làm cái này cái kia thì anh cũng không có điều kiện để làm. Hôm bữa đây á thì tòa yêu cầu là phải làm một cái giám định chữ ký của anh Thanh đúng không, trên giấy tờ với lại chữ ký thực tế. Nếu tôi ký tên tôi cũng không có ký. Hình như là 8 triệu đúng không anh Thanh? Dạ, 8 nhưng triệu. Mà anh Thanh thì không có tiền. Đó, rồi giờ không có tiền thuê luật sư nữa thì bên sở tư pháp có cái trung tâm hỗ trợ pháp lý gì đó, trợ giúp pháp lý thì cũng có cử một cô đứng ra để mà hướng dẫn anh Thanh các cái thủ tục. Thì phiên tòa hôm 2 tới đây thì như thế nào thì Trường sẽ tiếp tục được cập nhật cho quý ông bà cô chú cùng được biết ha. Thì Trường hy vọng là sẽ có một cái bản án cho nó phù hợp, tại vì nếu như giờ mà hai mẹ con anh Thanh mà bị xử thua đó thì hai mẹ con chắc chắn là không có đồng ý với cái bản án đó rồi, tại vì người ta không có mua bán, không có cầm được cái món tiền nào hết trơn. Hồi trước thì vì cái tình thương mà đứng ra giúp một người cháu mà bây giờ vướng vô cái chuyện này thì anh Thanh đã thời gian qua là đã không thể đi làm, cứ mời tới mời lui rồi lo cái này cái kia chạy. Dạ. Nhận xị luôn á ông bà cô chú, hết tới chỗ này thì tới chỗ kia, tự nhiên dính vô cái chuyện ba cái chuyện nó không đáng, ba cái chuyện tào lao mà rốt cuộc giờ lại mất công ăn chuyện làm như lại tốn tôi tiền nói là bà. Nói là để bà nói đi anh Thanh. Tôi nói ba cái lá này của tôi để lặng tôi tôi đốn lặng tôi làm cái trái nhà này. Yeah. mà nó đốn nó quăng nó bỏ nó đóng đó. Ai vậy anh Thanh, ai đốn vậy? Quá. Wow. Nhiều khi ấy quá đó bà ơi, để nó bị rậm rạp quá đó, sợ rậm rạp. Giờ đang có người đang chờ đợi cái vụ để tòa xử còn sao. Yeah. Thôi vậy này thống nhất bữa hôm 2 đó cái gì điện em rồi có gì điện với sáng điện anh nữa. Dạ. Buổi chiều nó mới xử. Dạ. Dạ. Thì cứ lên rồi anh em mình tính tiếp. Dạ. Nói chung là Trường cũng sẽ theo cái vụ này. À, lẽ ra là tại vì anh Thanh thì ảnh không phải là bị đơn đó ông bà cô chú. Ảnh không phải là bị đơn mà ảnh là người có liên quan á. Thì bữa đó thì Trường cũng lên để mà nghe ngóng thôi, nếu mà cần thiết nữa thì chắc Trường sẽ nhờ luật sư miễn phí cho ảnh, nhưng mà trước mắt là bên trợ giúp pháp lý người ta đã hướng dẫn ảnh rồi thì để coi cái phiên sơ thẩm người ta xử như thế nào ha, thì Trường sẽ cập nhật cho quý vị khán giả cùng được biết. Rồi thôi Trường xin khép lại video này ở đây, xin tạm biệt quý vị khán giả, hẹn gặp quý vị khán giả các tập tiếp theo ha.